Hôm nay giới thiệu bà con cái con Mitsubishi sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản nha, made in Japan luôn. Đây made in Japan. 181-63 nha bà con, cốt xéo thẳng đầy đủ. Mẫu mới là rất đẹp bà con ơi. Sắc sảo luôn. Nó hồi xưa là nó cái này nó gây sàn da nó lỏng, nó gây da đập giữa hai cái này nó gây là kêu, bây giờ nó chim cushu luôn sẵn luôn nha bà con. Chim cushu sẵn luôn. Góc máy thì giống hệt như 181 hồi xưa hoàn toàn. Cái này nó sớm một cải tiến đó là nó có đồ bảo vệ ống xăng nè. Xưa lại thì trực tiếp khí nóng trong máy là mát thở ở đây làm chai ống này. Giờ nó có mũ cách nhiệt luôn. Ống này dù xài lâu cỡ nào vẫn mềm mại nè bà con, nó không bị xì xăng tùm lum. Lóc máy giống hệt nhau hết, nó khắc phục được cái này. Đối với cái boeo lửa thì xưa xài bằng sắt. Nó dễ dàng nó bị oxy quá hay bị sét nó gãy gãy ngang, còn cái này nó xài bằng gang luôn bà con. Tăng tuổi thọ luôn, bà con dài dạt năm sau vẫn bình thường. Xăng con là đẹp luôn bà con. Máy này rất tiết kiệm nhiên liệu, rất dễ khởi động nha bà con, chạy rất là nhẹ. Trọng lượng của con này là khoảng 22 kg, cốt thẳng 23 kg, cốt xéo do đồ Nhật nên rất là nặng nha bà con, độ bền rất là cao. Đây Mitsubishi càng ngày càng bền thêm bà con ơi, hồi xưa đã bền rồi bây giờ đã bền thêm nữa, khắc phục những lỗi hồi xưa hay mắc. Đây chân nền nó có hai lỗ cho bà con luôn, bà con muốn gắn chân nền nào cũng được. Đây lỗ trong lỗ ngoài luôn. Mẫu rất đẹp luôn bà con. Mitsubishi 181. Rất là tươi bà con ơi. Chụp nhật là mũ chịu nhiệt rất tốt bà con, mà sao ngon dài xài 50 năm sau nó cũng không hư cái chụp nhật này nè. Đây nhờ nhiệt tốt nên mà mua chụp một giật nhầm ngủ này nó sẽ đỡ tiếng ồn hơn cho bà con, giật nó không kêu gan gan như hồi xưa nữa, chạy rất êm. Đây là làm mũ nhám nữa bà con, mũ nhám này ít có khi nào bị bấm bụi, ít khi nào bị trơn trượt lắm bà con, nó chụp nó cũng dính nữa nè. Nói chung là với đời sau này thì cái bô lửa thì nó nhỏ hơn chút để tăng cái độ bền, nó có nặng quá cái này nó chịu lực không nổi, dễ bị hư chỗ này. Mà cái này giờ bằng gan luôn, bô nhỏ nó xài biết nào hư bà con ơi. Lóc là giống hệt như phọt 181 hồi xưa luôn. Nó chỉ khác là bua lửa với cái chụp giật thôi. Mẫu hoàn toàn giống. Tất cả đều bảo hành 1 năm bà con. Phụ tùng thì khỏi nói bà con, đầy đủ hết. Bê tông sơ mi, bạc, IC, chụp giật. Trong tất cả phụ tùng đều có, lốc máy thì có luôn, của dòng Mitsu Nhật Bản này. Đây nói bà con nào mà mới đầu khởi động á, nhớ là cái này là khóa giờ, khóa xăng nha bà con, khi đổ xăng vô mở này ra. À, khi giật á thì đóng leo ở đây, lên ra. Lên ra khi giật á thì đóng leo ở đây nha bà con. À, khi giật chạy xong rồi á thì xả lại cũ, giật nhớ lên ra. Đặc biệt bà con chỉ đổ 3 xỉ nhớt thôi nha, đúng 3 xỉ thôi bà con, đúng 3 xỉ nhớt thôi. Đổ nhiều quá là ảnh hưởng đến cái năng sức làm việc của nó, đổ nhiều quá gây nóng máy, tốn nhiên liệu. Đây mắt lên xe băng đóng vô lốc luôn nha, chữ nổi đóng lốc luôn nha bà con, 181 luôn. Nói chung cái lốc máy thì hoàn toàn giống mẫu cũ, hoàn toàn giống mẫu cũ luôn, không thay đổi. Nó chỉ thay đổi về bô lửa với cái chụp giật trước để cho nó hoàn thiện hơn thôi, đỡ gây tiếng ồn khi giật thôi, và đỡ gia chạm gây sèn sèn xăng xài thời gian dài nha bà con. GB181 Mitsubishi của Nhật, sản xuất lắp ráp tại Nhật, bảo hành 1 năm, phụ tùng đầy đủ rồi con, danh bạ bê tông semi đầy đủ luôn. Hầu như tất cả các sản phẩm anh em bán thì có phụ tùng, bà con cứ yên tâm mà sử dụng. Mua cái gì bà con cứ alo gửi hàng tới nhà, gửi hàng cho tất cả các tỉnh ở Việt Nam ở mình nha bà con, tất cả các nước luôn, khắp nước Việt Nam mình luôn. Đặc biệt khi bà con mua hàng á, bà con có quyền mở ra coi xem xét nha con, nếu mà nước bể thì trả lại, nước bể không lấy nha, có quyền mở ra coi hàng khi ship bằng bưu điện nha bà con. Bà con mở ra coi, bỏ tiền ra mua là phải xài cho được bà con ơi, phải kiểm tra đàng hoàng trước khi lấy. Nói chung bà con bỏ tiền ra mua là phải có quyền kiểm tra hàng, coi nước bể đúng ý mình không, không ý thì trả lại. Mua hàng là phải ok bà con ơi, kiểm tra hàng có nước bể không, nước bể thì trả lại. Đặc biệt bà con là ship điện nhớ bà con phải kiểm tra, hoặc được quyền khui thùng kiểm tra, trước tiên là kiểm tra về nước bể, coi nước bể chỗ nào là không nhận nha bà con. Còn bảo hành thì bên em bảo hành qua điện tử, số điện thoại cho bà con yên tâm. 20 chặt đem xuống em, nếu gần còn xa gửi bưu điện em tốn phí, chịu phí lại nếu mà còn thời gian bảo hành. Đây Mitsubishi 181 6.3.
con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.